Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 020. Bài này nằm trong khoa học vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề bài toán nâng cao về hợp chất có tính khử, tác dụng về hỗn hợp H cộng NO3 trừ. Để xử lý được loại toán này, các em cần nắm vững cho thầy 4 cái phương pháp cơ bản và áp dụng thành thạo nó để giải quyết từng bài toán cụ thể. Áp dụng cụ thể vào bài toán mã số ID 020 này, thầy minh họa như sau. Việc thứ nhất là thầy sơ đồ hóa bài toán. Trong sơ đồ hóa bài toán này, thầy giải thích một vài ý để các em hình dung. Thứ nhất là thầy quy đổi hỗn hợp ban đầu thành sắt, oxy nguyên tử, OH và CO2. Thứ hai, xử lý hỗn hợp khí. Chắc chắn có khí CO2, khí hydro cho sẵn và NO cho sẵn. Các em chỉ việc tìm số mol của nó thôi. Đầu tiên, CO2 có cho số mol sẵn là 0,03 rồi. NO của thầy, vì có khí hydro, do đó toàn bộ NO3 trừ của thầy biến hết thành NO, không còn ở trong dung dịch nữa. Như vậy nó bằng 0,15. Tổng số mol của thầy là 0,225, kem trừ CO2 trừ NO đi thì ra hydro là 0,045 mol. Ok. Tiếp tục, y của thầy gồm sắt 3. Rất đơn giản là bởi vì đề thi không có chứa sắt 2. Không chứa sắt 2, chính xác rồi. Vậy chỉ có sắt 3. S42 trừ bảo toàn nguyên tố lưu huỳnh, K cộng bảo toàn nguyên tố kali. H cộng tính được bảo toàn nguyên tố hydro dựa vào khi thả cái gì vào, thả sắt vào thì sắt phản ứng với H cộng tạo ra 0,02 mol khí hydro ở đây này. Thì suy ra kem nhân đôi lên sẽ ra là 0,04. Sắt 3 dùng bảo toàn điện tích tìm ra 0,26. Như vậy thầy tìm được tất cả các thông tin các ion ở trong y. Bây giờ người ta yêu cầu các em tìm cái gì? Tìm FeOH 2 lần. Như vậy thầy phải tìm ra được oxy và OH ở đây. Vậy thầy gọi là A và B mol đi. A và B. Thầy tìm phương trình về AB là xong. Thứ nhất, thầy có phương trình đầu tiên là phương trình khối lượng 16A cộng 17B cộng với khối lượng CO2 cộng khối lượng của sắt. Sắt tìm được là 0,26 mol. Nhân cho thầy với 56 bằng 18,16. Thứ hai là dùng công thức giải nhanh. Lấy 0,97 trừ 0,04 là H cộng dư. Sẽ ra H cộng phản ứng. H cộng phản ứng thì bằng 4 lần NO cộng 2 lần gì? 2 lần hydro. Đó, cộng với lại gì nữa? 2LA tức là 2 lần oxy và cộng với 2B tức là 2 lần OH. Đó. Kết quả giải hệ tìm A bằng 0,032, B bằng 0,104. Đề thi yêu cầu tính phần trăm khối lượng của FeOH 2 lần, vậy suy ra FeOH 2 lần sẽ bằng 0,052 bảo toàn OH kem chia 2 ra. Vậy tính phần trăm của nó sẽ bằng là 25,77%. Đáp án gần nhất của thầy phải là đáp án A, 26%.